Tiêu hóa vào trụ. Nào, bây giờ chúng ta sẽ học về sinh lý tiêu hóa vào trụ nhé. Thực ra rất là thuận lợi rồi, bởi vì chúng ta đã học về cái phần về sinh lý thận tiết niệu và một số những cái khái niệm, thì khi đó thì chúng ta sẽ học cái bài này nó sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn. Đây là cái điều thứ hai, là chúng ta cũng đã mệt mỏi rồi, thế nên là chúng ta sẽ đấy là cái lý do mà tại sao mà chúng ta lại lựa chọn cái sinh lý về ăn uống mà học sau nha, nó dễ đi vào lòng người hơn. Giờ bắt đầu nào. Đấy, hệ tiêu hóa thì gồm có ống tiêu hóa dài khoảng 5 mét. Đấy, nha. Thế thì các cái tuyến thì có tuyến nước bọt, có gan, túi mật và tụy. Đấy, nha. Thế thì về cơ bản là đây là miệng, có tuyến nước bọt sẽ đổ vào, sau đó thực quản. Đấy. Ở Việt Nam bây giờ thì ung thư thực quản bây giờ rất là nhiều, bởi vì chúng ta uống rượu nhưng mà không rõ nguồn gốc, và đấy chính là cái căn nguyên mà gây ra ung thư thực quản. Ung thư thực quản thì rất khổ vì không ăn được, thế nên là người ta sẽ phải mở cái ống sông ở dạ dày, đây chính là dạ dày, phải bơm vào các cái dạ dày. Thế sau khi đến dạ dày thì đến ruột, thì có ruột non và ruột già, trực tràng và hậu môn. Thế ngoài ra thì sẽ có cái gan rồi mật rồi mật rồi tụy sẽ đổ cái dịch tiêu hóa vào trong ruột non. Đấy thì chúng ta sẽ học nha. Thế thì như thế tức là chúng ta sẽ có là miệng này, hầu họng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng và hậu môn. Đấy. Nha. Thế thì bây giờ cần phải nhớ cái điều này, cái đặc điểm này thì lại cần phải nhớ. Bây giờ chúng ta thấy là trên thực tế chúng ta sẽ có một cái bệnh, người ta gọi là các bạn nào mà bị ra mồ hôi tay nhiều ấy, người ta gọi là cường giao cảm. Thế thì cái cách mà điều trị đấy, người ta ở ví dụ như là ở các cái khoa ngoại thì người ta sẽ đốt cái hạch giao cảm cạnh sống nhá, tức là hạch giao cảm. Đấy, hạch giao cảm. Hạch giao cảm nó ở cạnh cột sống. Đấy. Thế thì cái sợi sau hạch của giao cảm thì nó sẽ đi rất dài, bởi vì nó sẽ đi từ cái hạch giao cảm ở cột sống mà nó đi vào các cái tạng, đấy chính là giao cảm. Và vì thế nên là cái sợi sau hạch của hệ giao cảm thì rất là dài. Thế còn lại thì cái hệ phó giao cảm ấy, các cái hạch của hệ giao cảm ấy, thì nó nằm ở ở ống tiêu hóa luôn, ở cạnh ống tiêu hóa luôn, các bạn nhìn thấy ở cạnh ống tiêu hóa luôn. Và vì thế nên là cái sợi trước hạch của nó thì rất là dài, nhưng mà sợi sau hạch của nó, bởi vì là nó nằm ở ngay ngay ống tiêu hóa rồi, thì nó cái sợi sau hạch của nó tức là đi từ cái hạch đấy mà đến các cái cơ quan tiêu hóa, những cái tế bào tiêu hóa thì nó rất ngắn. Đấy. Đấy, nha, nói tóm lại là như này. Hệ phó giao cảm thì nó sẽ có các cái hạch. Hạch là gì? Là hạch là một số cái tế bào thần kinh nó tập trung ở đấy, thì nó gọi là cái hạch. Đấy. Thế thì từ cái hạch đấy mà nó gửi tín hiệu đến những cái tế bào tiêu hóa thì nó rất là ngắn. Thì vì thế người ta gọi là sợi sau hạch là ngắn. Đấy. Còn giao cảm thì gì? Tức là cái hạch đấy nó nằm ở cạnh tủy sống. Nên là từ cái hạch đấy mà đến các cái tế bào tiêu hóa là dài. Đấy nhá, đấy là cái sự khác biệt giữa giao cảm và phó giao cảm. Thế hồi xưa ấy thì người ta có một cái là như này, khi mà bệnh nhân mà chưa có các cái thuốc PPI tốt thì người ta sẽ phải cắt các cái cắt các cái nhánh quặt ngược của dây thần kinh 10. Đấy, bởi vì là phó giao cảm thì là cái hệ người ta gọi là hệ gì nhỉ? Hệ nghỉ ngơi, mà còn giao cảm là hệ hệ hệ, hệ chiến đấu. Thế hệ giao cảm thì tim đập nhanh, huyết áp tăng lên, nhưng mà nó lại làm cho các cái dịch tiêu hóa và cái nhu động nó giảm đi. Thế còn lại phó giao cảm thì làm cho nhịp tim chậm, đúng không ạ? Năm cái giảm đấy, nhịp tim chậm này, lực co giảm vân vân đấy, nhưng mà nó lại làm cho dịch tiêu hóa tiết ra nhiều hơn, làm cho nhu động ruột tăng lên, được chưa?
Và vì thế nên là các bạn sẽ lấy đó là cái logic để các bạn học về cái tác dụng của hệ giao cảm, của hệ phó giao cảm. Thế thì hồi xưa thì có những cái nhánh quạt ngược của dây 10 đấy, người ta sẽ cắt những cái nhánh quạt ngược của dây 10 làm giảm quá trình bài tiết của dịch vị và từ đó là có thể điều trị được các cái viêm loét dạ dày. Thế tuy nhiên là bây giờ có những cái thuốc rất là tốt, ví dụ như Nexium vân vân, thì đương nhiên là chúng ta sẽ không cần phải sử dụng những cái đấy nhá. Thế thì đấy, thế thì về chức năng chính của ống tiêu hóa thì gồm có bốn cái hoạt động liên quan đến các cái chức năng. Thứ nhất là chức năng vận động là để đẩy thức ăn từ miệng xuống tới hậu môn. Cái thứ hai là bài tiết dịch tiêu hóa thì có giúp tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Tiêu hóa làm gì? Chúng ta ăn thịt bò, thịt lợn, thịt bê vân vân thì nó sẽ sinh ra những cái nguyên liệu đó là các cái axit amin, được chưa? Các cái axit amin đấy thì sẽ được gan lại tổng hợp lại nên là cái protein của mình. Được cái protein của mình. Cái thứ ba là chức năng tạo ra những cái chất có thể hấp thu được đấy. Và cuối cùng là hấp thu, tức là các cái chất dinh dưỡng, điện giải, nước sẽ được hấp thu vận chuyển từ ruột vào mạch máu và vào bạch huyết. Thế thì chúng ta sẽ trong cái bài giảng này này thì nó có một cái kết cấu nó khác so với cả cái bài giảng thông thường. Đó là gì? Tức là hoạt động của hệ tiêu hóa thì nó có hai cái, một cái vận động, một cái là tiêu hóa và hấp thu. Thế thì theo từng cái phần, ví dụ như là vận động và tiêu hóa miệng, vận động tiêu hóa ở dạ dày. Tuy nhiên tức là bọn mình sẽ đi hết các cái phần về vận động, sau đó lại đi đến phần tiêu hóa và hấp thu nhá. Thế thì vận động của ống tiêu hóa thì đầu tiên là vận động của miệng, thì đầu tiên là nhai, là một phản xạ tự nhiên, thì ý nghĩa làm cho thức ăn tạo thành những miếng nhỏ hơn để dễ nuốt. Đấy. Các bạn học cái phần này liên quan đến ăn uống thì nó cũng dễ vào hơn. Đấy. Thứ hai là trộn thức ăn với các men tiêu hóa của nước bọt, đấy, đó là amylase. Nhớ là amylase của nước bọt thì chỉ tiêu hóa được tinh bột chín thôi. Và vì thế nên là các cái miếng cháy chẳng hạn mình nhai kỹ nó có vị ngọt, tức là bắt đầu là tinh bột nó đã được tiêu hóa thành đường rồi. Cái thứ ba là giúp cho tiêu hóa thức ăn, đặc biệt là các cái thức ăn có chứa cellulose. Thứ tư là nuốt, thì là quá trình mà vận chuyển thức ăn từ miệng xuống dạ dày. Thế thì các bước thì gồm có 3 bước. Thứ nhất là pha miệng, tức là thức ăn sẽ đẩy từ miệng xuống phía hầu. Đây, cái miếng thức ăn màu vàng này thì sẽ đẩy xuống phía hầu này này. Đấy nhá, đấy là bước thứ nhất. Bước thứ hai là thức ăn nó sẽ gì? Nó sẽ đi qua họng để xuống lên thực quản, đi qua họng xuống lên thực quản. Và vì thế nên là cái phần mà khí quản sẽ được đóng lại. Thế khi mà vừa ăn vừa nói chuyện thì cái thức ăn có thể rơi vào trong khí quản và có thể gây sặc. Đấy nhá. Thế cái thứ ba là khi mà thức ăn mà đã đi được vào trong thực quản rồi thì nó sẽ theo cái nhu động ruột đi từ phía trên nó đi xuống phía dưới. Đấy. Thế thì cái câu chuyện mà nói chuyện với cả cái sinh viên Y2 rồi nói chuyện là khi mà thằng con mình nó đưa cho mình cái miếng bí mình thả vào mồm rồi. Thế xong rồi nó lại bảo thôi không thích bố, nó lại đòi lại cái miếng bí bảo bây giờ mà miếng bim mà đã chui xuống thực quản rồi thì chỉ có xuống dạ dày của bố thôi, chứ còn không thể làm cách nào để có moi lại để giả lại con miếng bim cả. Đấy nhá, thế thì để nói chuyện vui để cho các bạn có thể hiểu được là khi mà cái miếng thức ăn mà nó đã đi từ thực quản thì nó chỉ sẽ đi xuống dạ dày, cái nhu động của thực quản sẽ đi từ trên xuống dưới. Và vì thế nên là kể cả khi mà treo ngược cái người đấy lên thì thức ăn nó vẫn đi từ trên xuống dưới nhá. Cái chiều dài của thực quản thì khoảng 25 cm, thì các bạn phải nhớ là nó như này, nó có hai cái cơ thắt. Thế thì cái cơ thắt thì phía trên thì ngăn không cho không khí đi vào trong tiêu hóa, còn cơ thắt ở phía dưới thì ngăn không cho dịch dạ dày trào ngược lại. Thế bây giờ thì nếu mà trong cái đặc biệt trong cái lúc ôn thi mà chúng ta cứ căng thẳng như này mà chúng ta thấy là bỏng rát ở phía ngực ấy, thì 100% đấy là các bạn đã bị cái gọi là hội chứng trào ngược rồi. Đấy, dép ấy. Thế thì để mà các bạn test xem là có đúng hay không thì các bạn cứ uống một cái viên Nexium hoặc là các bạn sẽ dùng các cái thuốc bọc dạ dày. Các bạn uống lại, nếu mà nó êm dịu đi thì như thế là
là các bạn đã bị quá stress. Và cả nãy thì có một cái câu hỏi cũng liên quan đến là khi mà stress thì cơ thể chúng ta liên bài tiết rất nhiều corticoid. Corticoid thì cũng là một trong những cái mà thủ phạm để làm gia tăng cái nguy cơ bị trào ngược và nguy cơ bị viêm loét dạ dày nhé. Thế nên là chúng ta học thì học nhưng mà chúng ta phải giữ gìn sức khỏe nhá. Cuộc chiến đấu nó còn lâu dài. Ví dụ như là mình có gặp những cái bạn mà rất là quyết tâm thi đến 2 đến 3 lần thì mới đỗ được vào Đại học Y Hà Nội, và cũng rất là trân trọng các bạn đã rất là dành cái tình cảm cho Đại học Y Hà Nội. Thế thì sóng nhu động thì sẽ hướng từ phía trên xuống phía dưới đấy, cái này thì các bạn biết rồi nhá. Cái vận động của dạ dày thì là sẽ có là ba phần, là phần đáy vị, thân vị và phần hang vị. Thế các bạn mà đi ăn dạ dày hoặc là đi mua thì các bạn thấy rằng là cái phần này là cái phần dày nhất, bởi vì cái phần này thì thức ăn nó sẽ được nhào trộn tạo thành những cái miếng nhỏ, và để sẽ đưa từng phần xuống ruột non để có thể tiêu hóa. Thế còn cái phần ở phía trên này, phần phía trên, phần đáy vị, phần thân vị này, chủ yếu nó có chức năng để chứa đựng, và vì thế nên là nó thành của nó mỏng thôi, nhưng mà nó có thể giãn ra được rất nhiều. Và vì thế nên là ở những cái bệnh nhân mà béo phì ấy, mà người ta muốn dùng cái biện pháp để mà đeo một cái đai ở dạ dày để cho cái phần này nó không được phình ra quá, để người ta sẽ có cái cảm giác là no bụng và ngừng cái cảm giác ăn uống lại nhé. Thế thì vùng gần, tức là phần đáy vị và phần thân vị thì có thành mỏng, có bóp yếu và không liên tục, và vì thế nên là chức năng là chứa đựng thức ăn. Thế còn cái phần vùng xa, vùng hang vị mà khi mà đi ăn ấy, hoặc là khi mà chúng ta mua lòng người ăn ấy, thì là cái phần đấy là phần đắt hơn, đúng không ạ? Thì là có thành dày, có bó mạnh liên tục giúp nhào trộn thức ăn và đưa thức ăn xuống đại tràng nhé. Cái vận động của dạ dày thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nhu động, nó sẽ từ thực quản nó đi xuống dạ dày, nhu động nó sẽ đi xuống dần. Và khi mà nó đến cái cơ thắt này thì nó sẽ mở ra và một phần cái lượng thức ăn nó sẽ được đi xuống tiếp nha. Thì đấy chính là cái vận động của dạ dày nha. Thế còn vận động của ruột non thì nó có hai loại thôi, ruột già thì có hai loại cộng thêm với một loại nữa. Thì vận động của ruột non thì nó có là có bóp phân đoạn và có bóp nhu động. Thì ý nghĩa của nó là thứ nhất là nhào trộn thức ăn với cả enzyme tiêu hóa giúp tiêu hóa thức ăn. Cái thứ hai là tăng khả năng tiếp xúc của thức ăn với bề mặt ruột non và giúp quá trình hấp thu và tiêu hóa. Thứ ba là đẩy thức ăn đến ruột già. Thế có bóp phân đoạn là như nào? Rất là đơn giản, các bạn sẽ thấy là như này. Này, phần này là phần to nhất đâu, phần này là phần đang to nhất thì nó lại bé nhất, nó giống như là cái tay mình cứ bóp này. Đấy. Thế thì khi mà bóp như thế thì các bạn sẽ thấy là thức ăn nó sẽ được nhào trộn. Nhưng ngoài ra thì có một cái loại thứ hai là bây giờ ở cái vị trí này, cái thời điểm không, thì sau đó thì cái bé nó lại sang một cái vị trí khác rồi. Như thế tức là thức ăn nó sẽ được đẩy từ đầu của ống tiêu hóa và xuống phía cuối của ống tiêu hóa nhá. Bởi vì thế nên là về thực chất là thì trong cơ thể bình thường, trong quá trình sinh lý thì nhu động ruột nó vẫn xảy ra từ ở phía trên xuống phía dưới, chỉ có là cái nhu động đấy sao nhỉ, nó rất là êm ái, và vì thế là mình không cảm thấy đau bụng. Ví dụ như là có những cái trường hợp mà tắc ruột, hoán tắc ruột thì đương nhiên là cái nhu động nó sẽ tăng lên để nó giải phóng cái nguyên nhân bít tắc lại, và vì thế nên là bệnh nhân nó sẽ đau bụng nhá. Thế thì vận động của ruột già thì cũng tương tự như thế, nhưng mà nó có thêm là có bóp phân đoạn là để thức ăn tiếp tục nhào trộn, và có bóp khối tức là đẩy thức ăn từ đoạn trên xuống đoạn dưới, và đại tiện thì liên quan đến các phản xạ tự chủ và không tự chủ để tống phân từ đại tràng ra ngoài và hậu môn. Thế thì đấy là xong cái phần về vận động của ống tiêu hóa. Các bạn có thấy là cái phần tiêu hóa được lựa chọn học sau nó cũng dễ chịu hơn. Đồng ý mình xin phép uống ít nước này. Bây giờ đến chức năng của
Bài tiết của ống tiêu hóa thì chúng ta sẽ đi như sau. Thì tổng thể tích của dịch tiêu hóa thì bài tiết từ 6 đến 8 lít trong một ngày, 6 đến 8 lít nhá. Đấy, nha. Thế thì quá trình bài tiết dịch sẽ được tăng lên do các cái tế bào chuyên biệt của ống tiêu hóa, của tụy, của gan, của túi mật tiết ra. Đấy, nha. Và chức năng thì nó sẽ có rất nhiều chức năng. Đấy, các bạn thấy là chức năng làm trơn này, ví dụ như là nhờ nước và các dịch nhầy này, rồi thì chức năng bảo vệ, rồi chức năng kháng khuẩn. Đấy. Ví dụ như là HCL của dạ dày. Đấy. Và chức năng tiêu hóa đó là các enzyme, rồi bicarbonate là ở trong tụy sẽ bài tiết ra rất nhiều. Thứ nữa thì sẽ có một số những cái gọi là những cái gọi là keyword. Đấy nhá. Thế dù là mệt nhưng mà các bạn cũng vẫn nên theo dõi cái phần chia sẻ của bọn mình, bởi vì thực ra nó sẽ có những cái mà nếu mà các bạn mà ngồi nghe thì các bạn sẽ không phải học nữa. Đấy nhá. Tuyến nước bọt thì nó sẽ có 3 tuyến, là tuyến mang tai, tuyến dưới hàm và tuyến dưới lưỡi nha, nhớ chưa? Tuyến nước bọt thì có 3 tuyến. Đấy, có chức năng là làm trơn và sạch khoang miệng. Thứ hai là làm tan hóa chất, cái thứ ba là ức chế vi khuẩn phát triển. Cái thứ tư là tiêu hóa tinh bột chín nhờ amila rồi. Đấy nhá, thì có 4 chức năng. Đấy, ví dụ như trắc nghiệm người ta có thể là xem những cái chức năng này, xem chức năng nào không phải của tuyến nước bọt, ví dụ thế. Đấy nhá. Làm trơn sạch khoang miệng này, làm tan hóa chất, làm ức chế vi khuẩn phát triển và tiêu hóa tinh bột chín nhờ amila. Còn tinh bột sống ấy muốn được tiêu hóa đấy là phải nhờ có amila rồi, tuyến tụy nha. Thế thì quá trình điều hòa bài tiết nước bọt thì rất là đơn giản, tức là đây ở đây người ta có mô hình như sau. Thứ nhất là khi mà chúng ta thức ăn sẽ đưa vào mồm đấy nha, thì nó sẽ kích thích cái trung tâm bài tiết nước bọt đấy nha. Khi mà kích thích cái trung tâm bài tiết nước bọt thì nó sẽ tác động lên cái thần kinh tự chủ và kích thích lên tuyến nước bọt để là tăng bài tiết nước bọt. Đấy là trực tiếp đúng không ạ? Ví dụ chúng ăn bỏ vào mồm thì là nó sẽ kích thích có các cái tín hiệu lên cái trung tâm bài tiết nước bọt ở trên não đấy nhá. Thì nó sẽ thông qua cái phản xạ để kích thích cái tuyến nước bọt bài tiết nước bọt. Ngoài ra thì có một phần nữa, đấy chính là trong cái gọi là điều kiện hóa hay là gọi là phản xạ có điều kiện, tức là khi mà chúng ta nghe này, chúng ta nhìn thấy quả chanh vân vân, thì tức là chúng ta đã có trải nghiệm rồi, thì lúc đấy thì vỏ não nó sẽ kích thích cái tuyến nước bọt. Đấy, thì thông qua vỏ não sẽ kích thích tuyến nước bọt và từ đó thì cũng thông qua cái phản xạ để bài tiết nước bọt. Đấy, như thế thì sẽ có là phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện. Đấy, bây giờ phản xạ không điều kiện người ta gọi là phản xạ không điều kiện, phản xạ có điều kiện gọi là phản xạ, điều kiện hóa nhé. Thế thì các cái phần sau thì các bạn sẽ được học cái phần này. Đấy, để ôn tập lại. Đấy. Thế thì bây giờ đến cái phần là về dạ dày. Dạ dày thì các bạn sẽ thấy là vô cùng phức tạp. Thế, tuy nhiên tức là sau cái 5 phút mà mình giới thiệu thì các bạn sẽ thấy là dạ dày không có gì phức tạp cả. Bây giờ cái mà điều kiện, cái hay nữa là như này, khi mà các bạn nắm được cái này thì các bạn sẽ điều trị cho bản thân và điều trị cho bệnh nhân rất là tốt. Thế thì chúng ta sẽ nắm được như sau. Thứ nhất là cái tế bào đầu tiên là tế bào viền. Nhá, đây tế bào viền này thì nó sẽ có hai tác dụng, đấy là bài tiết ra HCL và yếu tố nội. Như thế chưa, HCL thì có vai trò là để hoạt hóa pepsin. Pepsin thì nó có hoạt hóa theo hai cách. Pepsin là enzyme tiêu hóa protein của dạ dày, thì nó có thể là được hoạt hóa như HCL hoặc là từ những cái pepsin đã được hoạt hóa. Và cái thứ hai là HCL có vai trò là để tiêu diệt vi khuẩn. Hồi xưa các thầy có dạy mình là phải ăn bẩn lắm, phải ăn bẩn lắm thì mới mắc bệnh. Đấy. Nhưng mà cũng có một cái lý do nữa là nếu mà khi mà các bạn đang điều trị cái giảm cái bài tiết HCL PPI ấy, thì đương nhiên là sẽ đến cái tình trạng là HCL nó giảm đi và rất là dễ mắc bệnh. Đấy. Và vì thế nên là khi mà các bạn đã điều trị bệnh nhân hoặc là các bạn đang uống các cái thuốc mà
mà giảm bài tiết HCL thì các bạn nên là giữ gìn, không nên ăn ngoài quán đấy trong cái giai đoạn đấy, bởi vì nó rất dễ bị nhiễm bệnh. Cái thứ hai là yếu tố nội. Yếu tố nội thì nó liên quan đến một cái vấn đề là ở trong những bệnh nhân mà bị cắt dạ dày thì nó sẽ không thể hấp thu được cái B12 và dẫn đến cái tình trạng là thiếu máu hồng cầu to đấy, bởi vì B12 nó tham gia vào quá trình chính của hồng cầu axit folic và B12 đấy, các bạn biết là như thế. Thế thì Vâng. yếu tố nội nó sẽ giúp là hấp thu vitamin B12, và vì thế những bệnh nhân mà cắt dạ dày thì người ta sẽ phải tiêm vitamin B12 đấy nhá. Cái tế bào thứ hai đấy, là tế bào chính thì sẽ bài tiết ra pepsin, pepsin dưới dạng là pepsinogen. Cái này thì giải thích cho các bạn rồi, là thường là nó sẽ tiết ra ở dưới dạng không hoạt động, và pepsin là enzyme để mà tiêu hóa protein. Ngoài ra thì có lipase thì để tiêu hóa mỡ, và một cái loại enzyme nữa thì tí nữa thì chúng ta sẽ biết. Thứ tiếp là tế bào cổ tiết nhảy, đấy là tiết ra chất nhảy là để giúp cho tạo ra cái hàng rào bảo vệ các cái tế bào niêm mạc nó khỏi cái tác dụng của các enzyme của các HCL, đúng không ạ? Và cái thứ tiếp là nó còn bài tiết ra bicarbonate. Bài tiết ra bicarbonate thì Thì nó nó sẽ sẽ trung trung hòa hòa cái axit ở trong dịch vị, và vì thế nên là nó sẽ giúp giúp cho cho cái cái vai bảo trò là vệ bảo vệ các cái tế bào niêm mạc. Tế bào G. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi đến tế bào G. Tế bào G thì tiết ra GATRI, nhớ chưa? Cái tế bào này này nó đặc điểm như này, hồi xưa ấy, học không thể tài nào hiểu được tại sao nó lại tiết ra và tại sao nó lại đi đâu. Đấy. Vấn đề là nó tiết ra xong nó đi đâu và nó làm gì. Thế thì tế bào G là như này, được bài tiết ra từ các cái tế GATRI, được bài tiết ra từ tế bào G, nó sẽ được bài tiết vào trong máu, nó được, bởi vì nó là một, nó được coi là một loại hormone. Thế thì nó sẽ đi đến các cái tế bào, ví dụ như tế bào viền này này. Ở trên tế bào viền thì nó có các cái receptor tiếp nhận với cả GATRIN, và khi GATRIN gắn vào cái receptor của nó ở trên tế bào viền thì nó sẽ thúc đẩy cái tế bào viền sản xuất ra HCL, được chưa? Đấy, thứ tiếp là tế bào tế bào G nha. Ngoài ra thì có các tế bào khác, ví dụ như là tế bào ureocrom, trong mô học gọi là tế bào ureocrom thì bài tiết là histamine, và vì thế nên là sẽ kích thích bài tiết ra HCL, và vì thế nên chúng ta sẽ sử dụng những cái famotidine vân vân đấy để chúng ta ức chế histamine một cách chọn lọc đấy. Đấy thì nó sẽ ngăn ngừa không cho histamine, bởi vì khi mà histamine nó được bài tiết ra thì nó lại gắn lên trên các cái receptor của nó ở trên tế bào viền và kích thích bài tiết ra HCL. Thế thì như thế thì chúng ta sẽ dùng các cái thuốc để mà ức chế cái tác dụng của histamine, và vì thế nên là giảm được cái sự bài tiết của HCL đấy nhá. Đấy, đấy là lý do vì sao mà chúng ta lại sử dụng cái thuốc mà kháng histamine đấy nhá. Thế ngoài ra thì còn có tế bào D để bài tiết ra somatostatin, thì cũng sẽ bài tiết ra ức chế cái sự bài tiết của axit của dạ dày nhá. Đấy. Thế thì về nguyên lý là các cái tế bào nó bài tiết ra một chất, sau đó thì nó được đưa vào trong máu, sau đó nó đến gắn với receptor trên tế bào đích và nó gây ra cái tác dụng trên tế bào đích. Thế thì hôm tới thì sẽ tiến sĩ Hương sẽ giải thích rõ hơn về vấn đề này với các anh các chị. Thế thì hoạt hóa pepsinogen để tạo thành pepsin. Thứ hai, đây là chức năng của HCL. Đấy. Tạo pH tối thuận để cho pepsin hoạt động. Đấy. Tí nữa thì có sẽ có cái minh họa về pH tối thuận. Thứ ba là làm biến tính protein để giúp cho quá trình tiêu hóa, diệt vi khuẩn trong thức ăn và giúp hấp thu sắt, canxi và kích thích bài tiết dịch tụy ruột non và mật. Đấy. Bây giờ quá trình sản xuất HCL thì thực ra rất là đơn giản. Đây là dịch ngoại bào, đây là tế bào viền, và thứ ba là lòng kênh. Thì các bạn chỉ cần biết được rằng là đây, H cộng sẽ được bơm ra ngoài và clo trừ sẽ được bơm ra ngoài, và vì thế nên là H cộng sẽ cộng với HCL ở trong lòng kênh và tạo ra HCL ở trong lòng kênh.
nó không tạo ra HCL ở trong tế bào viền, bởi vì khi mà tạo ra HCL trong tế bào viền nó sẽ làm cho cái pH nó thay đổi và có thể tiêu diệt tế bào viền. Và đây chính là cái bơm proton hoạt cộng và PPI, tức là cái thuốc mà để ức chế cái bơm proton hoạt cộng, thì hoạt cộng nó sẽ không thể bơm ra vào trong lòng kênh, và vì thế nên là giảm được cái sự sản xuất HCL đi, và dạ dày sẽ có cái cơ hội để có thể là liền cái vết thương, vì cái nồng độ HCL nó được giảm đi trong một cái khoảng thời gian dùng thuốc, được chưa? Đấy nhá. Thế thì bây giờ cái hình minh họa của cái pH tối thuận là như sau, tức là người ta có ba miếng thịt, người ta bỏ bằng nhau, người ta cho ba cái ống nghiệm. Một ống thì là cho HCL, một ống cho pepsin và một ống thì cho cả hai. Thế các anh chị thấy rằng là cái ống mà cho cả pepsin và cả HCL thì nó tan, hòa tan, tức là tiêu hóa được tối đa. Như thế tức là cái pepsin ở trong dạ dày muốn là hoạt động tối đa thì nó phải có cái pH acid phù hợp, người ta gọi đấy là pH tối thuận nhé. Thế thì như thế tức là các anh chị khi mà học một cái enzyme tiêu hóa thì nên học như sau. Thứ nhất là nó nằm ở cái vị trí nào, ví dụ như pepsin thì có pepsin của dạ dày, pepsin của ruột vân vân đấy. Cái thứ hai là tên của nó tiết ra dưới dạng gì, dạng không hoạt động hay dạng hoạt động vân vân đấy. Thứ tiếp là nó được hoạt hóa nhờ cái gì đấy, ví dụ như pepsin ở đây là nhờ hoạt hóa nhờ HCL, hoạt hóa nhờ các pepsin đã được tạo ra, pH tối thuận là gì, và cuối cùng là tác dụng của nó là như thế nào nha. Thì tác dụng của cái pepsin đấy thì nó chỉ có cắt các cái protein đoạn dài để tạo thành những cái đoạn ngắn hơn thôi, chứ nó không ra được các acid amin đấy, nên là người ta gọi là các cái pepton đấy, các cái acid đấy nhá. Nó được hoạt hóa nhờ HCL, nhờ hoạt hóa nhờ chính những cái pepsin đã được tạo ra, và nó sẽ tác dụng là tạo cái tác dụng là cắt các cái liên kết từ rất dài thành những cái liên kết ngắn hơn, ít acid amin hơn, thì người ta gọi là các cái pepton nhá. Thế thì như thế tức là hôm nay là bọn mình đã chia sẻ là về cái cách để chúng ta có thể học tốt cái phần về tiêu hóa. Tiêu hóa thì rất nhiều enzyme, và vì thế nên là chúng ta sẽ phải có những cái tổng kết và theo một cái logic, một cái tiến trình như là vừa chia sẻ đấy, thì các bạn sẽ làm tốt được. Ví dụ như người ta hỏi là các cái enzyme mà tiêu hóa protein ở ruột là gồm những cái gì đấy, ví dụ như thế thì sẽ có một cái mà nó sẽ gài bẫy các bạn, thì vì thế nên là các bạn sẽ phải nắm được theo logic, theo hệ thống, thì các bạn sẽ có thể tìm ra được đúng cái đáp án mà người ta yêu cầu đấy nhá. Thế thì dịch nhầy tan và không hòa tan, thì dịch nhầy tan trộn với thành phần thức ăn để tạo ra cái viên hữu chất đấy. Thế còn dịch nhầy không hòa tan thì tạo ra cái hàng rào bảo vệ dạ dày bởi cái môi trường acid trong dạ dày nhá. Thế còn yếu tố nội thì giúp hấp thu vitamin B12 đã được nói rồi nhá, thì không nói lại nữa đấy nhá. Bây giờ đến cái phần nó gọi là điều hòa bài tiết dịch vị, cũng là cái phần mà rất là hay hỏi. Thế thì các bạn, xin các bạn hãy đánh dấu và học kỹ cái phần này cho mình. Thế thì quá trình điều hòa bài tiết dịch vị thì đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để có thể các bạn có thể học được rõ nhá. Thứ nhất là điều hòa bài tiết dịch vị thì theo cơ chế thần kinh và theo cơ chế thể dịch nhá. Đấy. Thứ nhất là theo cơ chế thần kinh thì nó có dây 10, nó có hệ thần kinh ruột, tức là đóng dối Meissner, đây là trang 241, 242, được chưa? Cái thứ tiếp là vai trò của gastrin, vai trò của histamine, vai trò của adrenaline, noradrenaline, corticoid, vân vân, được chưa? Đấy, bởi vì rất là xin lỗi các bạn là bình thường cái bài này giảng dài, nhưng mà vì là ôn tập lại nên là chúng ta chỉ giảng những cái gì nó ngắn gọn. Nhưng mà các bạn nên học như thế, và bọn mình đã chỉ cho các bạn cái chỗ nào cần học. Thứ tiếp là giai đoạn bài tiết dịch vị nhé. Giai đoạn bài tiết dịch vị thì gồm có 3 giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn đầu tiên là thức ăn chưa vào dạ dày, người ta chỉ cần nhìn ngửi đây, nhìn ngửi thì nó đã theo cái dây thần kinh 10 nó đến các cái tế bào để bài tiết ra.
nó bài tiết ra gas chi histamine rồi thì kích thích các cái tế bào của hệ phó giao cảm mà, thì nó sẽ kích thích để tăng bài tiết ra dịch vị. Đấy, đấy chính là cái giai đoạn đầu tiên, và giai đoạn đầu thì chiếm khoảng 20% dịch vị của toàn bữa ăn. Thứ hai là đến giai đoạn dạ dày, tức là khi thức ăn vào dạ dày nhào trộn tiêu hóa trong dạ dày đấy nhá, thì nó sẽ có khởi động các phản xạ của dây 10, phản xạ tại chỗ, các cái cơ chế giải phóng gastrin histamine, và lượng dịch ở trong giai đoạn này thì chiếm khoảng 70% dịch vị của bữa ăn. Và cuối cùng là đến giai đoạn ruột, là thức ăn vào ruột non làm căng tá tràng, đồng thời HCL và các sản phẩm tiêu hóa sẽ kích thích niêm mạc, giải phóng một lượng gastrin, gastrin theo máu đến kích thích các tuyến sinh acid để bài tiết ra một phần nhỏ của dịch vị, và cái này chiếm khoảng 10% dịch vị của bữa ăn. Xong chưa? Như thế tức là các bạn sẽ biết là nó sẽ có là các cái giai đoạn như thế, gồm có 3 giai đoạn nhá. Thế thì khi mà gastrin histamine được bài tiết ra vào máu thì nó lại quay lại, nó kích thích các cái tế bào viền vân vân để kích thích tăng bài tiết dịch vị. Đấy, đấy chính là 3 cái giai đoạn, là giai đoạn đầu tiên, giai đoạn dạ dày, giai đoạn ruột nhá. Và cuối cùng là như này. Thế thì bây giờ thức ăn nó đi qua rồi thì sao? Thì phải có cái cơ chế là báo lại là thôi, vì thức ăn đã đi qua rồi, hết thức ăn rồi, bây giờ phải dừng lại. Thì bây giờ sẽ sang cái phần tiếp, đấy là phần tụy. Và ở trong cái phần tụy thì sẽ kết nối là có cái phần tín hiệu để làm sao đấy để mà dừng lại cái quá trình đấy nhá. Thế thì tụy thì có chức năng là bài tiết insulin và glucagon, được chưa? Insulin thì là cái hormone duy nhất để làm giảm đường huyết, nhớ nhớ nhá, insulin là hormone duy nhất của cơ thể làm giảm đường huyết đấy nha. Thế còn tụy ngoại tiết thì có là dịch và các enzyme, dịch thì giúp trung hòa dịch và tạo ra cái pH tối thuận cho các cái enzyme tụy hoạt động. Thế còn là enzyme là giúp cho quá trình tiêu hóa và hấp thu các chất đấy nha. Enzyme tụy thì có rất nhiều, thì tí nữa mình sẽ xem. Bây giờ ở cái này là ở trong sách giáo khoa nha, thì các anh chị sẽ phải dở sách giáo khoa. Thì ở đây sẽ có là tên này, thứ hai là các cái cơ chất, thứ ba là tác dụng của nó như thế nào, và cuối cùng là sản phẩm của nó là như thế nào đấy nhá. Thế thì cái này thì chẳng ai giúp được các anh chị cả, mà các anh chị phải tự học thôi đấy nhá. Và theo nguyên tắc như thế thì xin phép là sẽ đi qua luôn đấy nhá. Thế thì ở đây thì, giới thiệu để các anh chị có thể mường tượng ra, đấy là enzyme amila của dịch tụy thì sẽ tiêu hóa tinh bột để tạo thành manto và mantriol. Thế triglycerid là gì? Đấy. Thế thì glycerol là có 3 cái nhánh. Thế mỗi một cái nhánh đấy thì nó lại cộng với cả acid béo. Thì nếu mà 3 cái nhánh đấy đều kết hợp với cả acid béo thì người ta gọi là triglycerid. Nếu mà chỉ kết hợp 2 nhánh người ta gọi là diglycerid. Nếu mà một nhánh người ta gọi là monoglycerid. Còn nếu không có cái nào thì người ta gọi là glycerol. Đấy, tóm lại thế. Thế thì nó sẽ lipase của tụy thì nó sẽ tiêu hóa để tạo thành monoglycerid, tức là chỉ có một cái nhánh kết hợp với acid béo và kết hợp với acid béo tự do. Trypsin, nozen, chymotrypsinogen và carboxypeptidase, thì các bạn thấy là sẽ tiêu hóa, giúp tiêu hóa protein để tạo thành amino acid. Thế thì ở những cái vị trí cụ thể thì sao sẽ có các enzyme cụ thể, thì các anh chị sẽ đọc ở trong sách giáo khoa nha. Vâng ạ. Nha. Thế bây giờ đến điều hòa bài tiết dịch tụy, cái phần này rất hay nha. Thế thì bây giờ như này. Rồi. Thức ăn mà đi xuống cái vùng này, vùng tá tràng này, thì nếu mà cái thức ăn đấy mà có sự hiện diện của acid, nhiều HCL, thì các cái tế bào nó sẽ bài tiết ra secretin, nhớ chưa? Nếu mà có sự hiện diện của mỡ thì nó sẽ bài tiết ra cholecystokinin. Cholecystokinin thì người ta viết tắt là CCK này, thì là CCK. Đấy. Được chưa? Đấy. Thế thì nó sẽ giải quyết ra sao? Nếu mà secretin được bài tiết ra thì nó sẽ kích thích tụy, tăng bài tiết H2O và HCO3-. Nếu mà có axit mà thì là các cái tế bào ở đây nó sẽ bài tiết ra secretin. Secretin vào máu đi đến tụy và kích thích tụy, bài tiết nước và HCO3- để trung hòa cái axit đấy. Nếu mà
CCK được bài tiết ra thì nó sẽ kích thích để tăng cái, các cái enzyme dưới dạng gọi là chưa hoạt động. Đấy, nha. Thì bởi vì là nếu mà có các cái mỡ mà có các thức ăn mà thì đương nhiên là kích thích để sản xuất ra nhiều enzyme để có thể tham gia vào quá trình tiêu hóa ở giờ non. Đấy, đấy chính là. Và một cái nữa là các bạn sẽ thấy là như này, ở trong cái trang 242 của sách giáo khoa ấy, người ta nói là các cái chất ví dụ như cholecystokinin, secretin ức chế bài tiết dịch vị nha. Đặc biệt là cholecystokinin có tác dụng ngăn cản sự thoát chất từ dạ dày xuống tá tràng. Các bạn rõ chưa? Thế thì như thế tức là khi mà thức ăn mà đi từ dạ dày xuống tá tràng thì ngoài cái việc là nó có các tín hiệu để yêu cầu cho tụy nó tăng bài tiết nước, bicarbonate rồi các enzyme dưới dạng chưa hoạt động để khi mà vào trong ruột thì bắt đầu nó mới trở thành dạng hoạt động. Ngoài ra thì các cái chất đấy nó đi vào máu mà nó lại lên các cái receptor ở các cái tế bào dạ dày, nó lại có tác dụng là ức chế làm cho ngăn cản không cho bài tiết dịch vị nhé. Thế thì khi mà thức ăn xuống dưới thì cái dịch vị dần dần nó sẽ bài tiết ít dần đi nhé. Đấy chính là cái câu chuyện mà chúng ta đã biết. Thế thì chức năng của gan thì có điều hòa chuyển hóa nhé. Bây giờ chúng ta sang cái câu chuyện của gan. Thế thì chúng ta đã xong rồi non rồi. Đấy, về gan thì dự trữ dinh dưỡng và vitamin, cái thứ hai là cung cấp chất dinh dưỡng khi cần thiết, điều hòa máu thì nó sản xuất protein của huyết tương, phân hủy hồng cầu già, sản xuất mật, tiêu hóa và hấp thu chất béo. Thế thì ở trong cái này thì các bạn nên vận dụng như sau, tức là những cái bệnh nhân mà sơ gan ví dụ như thế thì người ta, nó không sản xuất được các cái axit các cái nó không sử dụng được axit amin để có thể là tổng hợp những cái protein hoặc là cái chức năng nước rất kém. Bởi vì thế nên là chúng ta phải làm sao cho cái chức năng của gan nó tốt này thì lúc đấy thì quá trình điều trị nó mới hiệu quả được nhá. Thế thì đến bài tiết ở ruột non thì các tuyến dạ dày, các tuyến ở ruột non thì sẽ bài tiết với cái thể tích từ 1 đến 3 lít trong một ngày. Nó gồm rất nhiều chất, nhiều vô cơ, mô cổ protein, IGA, enzyme. Đấy, nhá. Thế chức năng là bảo vệ, chức năng là tiêu hóa và chức năng là pha loãng. Thế thì một trong những cái mà các bạn rất là ấn tượng, nó có một cái loại vaccine ấy, là đường uống đúng không ạ? Bởi vì tại sao? Bởi vì là khi mà cái vaccine đấy vào thì nó sẽ tạo ra các cái kháng thể IgA ở trên bề mặt tế bào và vì thế nên là nó sẽ có tác dụng là bảo vệ bệnh. Đấy nhá. Thế thì các bạn sẽ thấy là vai trò của ruột non không chỉ có là tiêu hóa mà nó còn có cái chức năng mà bảo vệ nữa. Đấy nhá. Đấy, thế thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm cuối cùng quá trình chuyển hóa, ví dụ như là dipeptide tạo thành amino acid, manto tạo thành gluco, lacto thì tạo thành gluco và galacto, vân vân. Đấy các bạn sẽ xem đấy. Di và monoglycerid, đấy em mình vừa giải thích rồi các cái khái niệm thì nhờ lipase thì sẽ tạo thành acid béo và glycerol, đó chưa? Đấy nha. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta đến cái phần tiếp theo là ruột già. Thế sau đấy thì tiêu hóa và hấp thu nữa là xong bài. Như thế thì về cơ bản thì cũng sắp xong rồi, cố gắng lên nha. Bài tiết chất kiềm thì giúp trung hòa axit và tạo ra vi khuẩn của đường ruột. Đấy, bài tiết chất nhầy giúp bảo vệ và làm trơn phân. Đấy. Hấp thu vitamin B và K do vi khuẩn tạo ra. Rồi xong nhé. Bây giờ đến quá trình tiêu hóa và hấp thu. Đây là cái minh họa của quá trình tiêu hóa và quá trình hấp thu. Đấy. Tiêu hóa là quá trình cần thiết để chuyển thức ăn thành các cái dạng nhỏ và đơn giản hơn. Đấy. Ăn thịt gì thì nó cũng ra các acid amin hết, được chưa? Thế tiêu hóa thì có tiêu hóa cơ học là nhào trộn và nuốt. Thế tiêu hóa hóa học đấy chính là sử dụng các enzyme để cắt các cái liên kết. Đấy, nha.
Đấy, hấp thu là quá trình vận chuyển các phân tử nhỏ đấy đường từ đường tiêu hóa vào máu và vào bạch huyết nhé. Thế thì tiêu hóa dạ dày thì các bạn sẽ thấy là nếu mà co bóp thì đấy chính là tiêu hóa cơ chế cơ học, còn dùng các cái acid và pepsin thì chính là tiêu hóa theo cái đường hóa học nhé, được chưa? Thế thì ruột non là nơi đầu tiên của quá trình tiêu hóa và hấp thu thức ăn, và tiêu hóa xảy ra trong ống tiêu hóa do các enzyme được bài tiết bởi các tuyến tiêu hóa và bởi các tế bào ruột. Hấp thu thì nó có là khuếch tán đơn thuần này, khuếch tán đơn thuần này tức là đi từ nơi nồng độ cao nơi có nồng độ thấp, đúng không? Khuếch tán được thuần hóa chính là khuếch tán gì? Chính là khuếch tán có chất mang, đúng không? Tức là vẫn đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Đấy. Hoặc là khuếch tán được tăng cường cũng là một nó thôi, tức là đi từ nơi nồng độ cao nơi có nồng độ thấp. Vận chuyển tích cực thì có vận chuyển tích cực nguyên phát và vận chuyển tích cực thứ phát, đã trao đổi với các bạn rồi. Và tích cực nguyên phát chính là ví dụ như là bơm natri kali ATP sử dụng năng lượng trực tiếp từ phân giải ATP, thì còn lại vận chuyển tích cực thứ phát ví dụ như gluco và axit amin thì cũng tương tự như thế, tức là nó là đồng vận chuyển đấy, với cả ion natri nhá. Đấy thì cái phần này cũng là một phần rất là hay hỏi, nên là các bạn có một cái như này là các bạn nên học nhóm, nếu mà bạn nào mà hiểu rồi thì các bạn nên chia sẻ và trao đổi với các bạn mà chưa học hoặc là chưa hiểu nhá. Thế thì diện tích thì tiêu hóa của ruột thì tăng lên rất nhiều do các nếp gấp nhung mao và phi nhung mao, thì nó tạo thành cái diện tích nó rất là lớn nhá. Đấy, thế thôi, đơn giản vậy thôi, nó không có gì cả. Thế bây giờ đến một cái nữa là gọi là bi lăng về nước, tức là cân bằng giữa nước vào nước ra. Chúng ta uống là 2 lít này, thức ăn thức uống chỉ có 2 lít này, nước bọt thì tiết 1,5 lít, mật là 0,5 lít, dạ dày bài tiết 2 lít, tụy là bài tiết là 1,5 lít, và ruột là non là 1,5 lít, tổng cộng là 9 lít. Thì tái hấp thu lại ở ruột non là 7,5 lít, ở ruột già là 4,5 lít nha, và chỉ có 0,1 lít là bài tiết qua phân thôi nha. Đấy, đấy là cân bằng axit, cân bằng của nước. Thế là, bây giờ quá trình tiêu hóa thì bây giờ là đây là những cái phân tử đường đấy. Nhờ có amylase thì nó sẽ tạo thành các cái đường đôi này, các bạn nhìn thấy đường đôi chưa ạ, hai phân tử. Thế đường đôi thì nó sẽ tạo thành các đường đơn, manto thì hai gluco, sacro thì là một gluco một fructo, còn lacto là một gluco và một galacto nha. Thế thế thì bây giờ các bạn sẽ thấy là quá trình tái thu này đơn giản rồi. Đây đây là bơm natri kali ATP, luôn bơm natri ra bên ngoài và khoảng kẽ làm cho nồng độ natri ở trong này nó thấp lên. Nồng độ thấp thì natri ở trong lòng ống tiêu hóa thì cao hơn, đi vào nhưng mà nó lại ngồi lên trên cái protein vận chuyển, mà thằng gluco galacto thì nó sẽ đi cùng, thì cái thằng này người ta gọi là thằng đồng vận chuyển này đấy nhá. Thế còn ở phía bên này thì galacto và gluco thì gọi là khuếch tán được tăng cường đấy. Thế còn fructo thì cả hai phía đều là khuếch tán được tăng cường hết đấy, thế thôi đấy nhá. Đấy, hay khuếch tán được tăng cường hay là khuếch tán được thuận hóa, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, rõ ràng thế. Đấy. Bây giờ đến protein, protein thì nhờ pepsin của dạ dày thì cắt thành những cái đoạn ngắn hơn, sau đó nhờ ruột non, nhờ tụy thì nó sẽ có là trypsin, trypsin, carboxypeptidase, rồi các bạn phải học các cái tác dụng của nó như nào và sản phẩm của nó như nào thì tạo thành các amino acid. Đấy. Và amino acid thì sẽ được tái hấp thu như sau. Thứ nhất là pepsin thì nó sẽ được là gì? Nó là các acid amin mà, thì nó sẽ được là đồng vận chuyển giống như là các cái phân tử đường. Sau đó thì ở cái phía còn lại thì nó cũng là đồng vận chuyển hoặc là khuếch tán có gia tốc hoặc khuếch tán được tăng cường vân vân, để nó đi vào trong khoảng kẽ và vào trong tế bào. Đấy, như thế tức là cái cơ chế mà khuếch tán đơn thuần, khuếch tán có chất mang hay là khuếch tán có gia tốc vân vân ấy, rồi thì đồng vận chuyển, rồi thì vận chuyển tích cực là những cái khái niệm mà nó sẽ xuyên suốt trong cái buổi học hôm nay, và hy vọng là các bạn sẽ vận dụng và nhớ được nó khi mà cái buổi thi, để chúng ta có thể là làm kết quả đúng nhất có thể được.
Một cái điều mà bọn mình rất là mong muốn là các bạn không cần phải làm hết. Tức là trắc nghiệm thì các bạn trước khi mà các bạn nộp bài thì các bạn phải đánh hết. Tuy nhiên là các bạn phải nhớ là vấn đề là không phải là chúng ta đánh được hết, mà vấn đề là chúng ta phải đánh thế nào mà nó đúng được nhiều câu nhất, được chưa? Thế thì để mà đúng được nhiều câu nhất thì các bạn phải học theo logic của sinh lý học đấy nhá. Thế thì khi mà hiểu được logic của sinh lý học thì nếu mà chúng ta hiểu được mà chúng ta biết được cái câu trả lời trong bốn câu đấy thì tốt quá. Còn nếu mà trong trường hợp mà không thể biết được thì làm gì? Chúng ta sẽ dùng phương pháp loại trừ, dùng logic để chúng ta loại trừ, và chúng ta sẽ có được những cái sự lựa chọn mà giảm bớt cái sự lựa chọn đi. Thế thông thường thì kết cấu của một câu hỏi thì bao giờ nó có bốn câu. Thế thì hai câu thì là nó là những cái phương án mà nó dễ loại, nhưng mà còn lại hai câu rất là khó loại. Ví dụ như hai em chẳng hạn, sau chung kết là yêu hai em là rất là khó nâng lên nạp xuống đấy. Thế thì bây giờ để mà làm sao để chúng ta có thể chọn được chính xác một em thì cái quan trọng nhất đấy chính là các bạn phải sử dụng cái logic và hiểu được cái logic, thì lúc đó thì các bạn sẽ trả lời được cái câu hỏi chính xác nhất nhé. Thế bây giờ đến cái phần về hấp thu mỡ. Đấy, hấp thu mỡ thì còn một slide này và slide nữa là các bạn kết thúc. Đấy, thì thôi thế là cũng là tốt rồi. Đấy, thế cho mình xin 2 phút mình uống nước đấy, xong là mình phân tích cho các bạn cái phần này, với cái phần này nó liên quan đến cả cái bệnh mà bây giờ đang 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 rất là nguy hiểm đấy, chính là mỡ máu. Đấy, thế thì vậy thì chúng ta sẽ phải làm như này đấy nhá. Thế thì bây giờ như này, ở cái hình này người ta nói là đây là triglyceride thì có ba cái nhánh này, tức là gắn với ba cái axit béo, được chưa? Đấy nhá. Nhờ cái lipase rồi thì nó sẽ cắt này các cái axit béo riêng và monoglyceride đấy, vân vân, thì nó sẽ được, hoặc là glycerol thì nó sẽ được hấp thu. Thế vậy thì hấp thu như thế nào? Đấy. Đấy nhá. Thế thì bây giờ đầu tiên là cái phân tử mỡ mình ăn vào. Thế thì nó sẽ nhờ muối mật nó sẽ tạo ra những cái hạt rất là nhỏ. Thế thì bây giờ các bạn sẽ làm cái kinh nghiệm như sau, tức là các bạn lấy một cái giọt dầu ăn đấy, các bạn nhỏ vào trong nước, các bạn khuấy lên. Khuấy lên thì nó sẽ tạo thành những cái hạt, nó mỡ nó sẽ hạt mỡ nó sẽ phân nhỏ ra. Nhưng mà để một lúc thì nó lại bám vào nhau, nó lại tụ lại nhau. Thế thì cái muối mật nó sẽ làm cái nhiệm vụ là để ngăn cản không cho những cái phần đấy nó tụ vào nhau, tức là nó giảm sức căng bề mặt đi. Đấy. Và vì thế nên là cái enzyme ở đây cụ thể đấy là các enzyme tiêu hóa mỡ nó sẽ đến và nó sẽ tác dụng. Thế sau khi mà tiêu hóa để tạo thành các axit béo, các glycerol, monoglyceride vân vân, thì nó sẽ được tái hấp thu vào trong tế bào. Đây, vào trong tế bào. Thế thì ở trong cái hệ thống gọi là, nó nói nôm na là như này, nói nôm na là nó sẽ có một cái hệ thống đóng gói, hệ thống đóng gói, và nó sẽ trở lại đúng cái vị trí cũ. Nó sẽ trở lại khi mà vào trong tế bào, nó sẽ đóng gói và nó sẽ lại tổng hợp lại tạo thành glycerid, tạo thành cholesterol và phospholipid. Các bạn rõ chưa? Tức là quá trình tiêu hóa thì nó tách ra thành cái kết cấu đơn giản. Khi mà vào trong tế bào thì nó lại trở về đúng cái dạng kết cấu như cũ, và nó được đóng gói ở trong một cái hệ thống người ta gọi là hệ thống lưới hay là hệ thống dây chuyền vân vân đấy, nói nôm na để cho dễ hiểu. Thì cái đóng gói đấy người ta sẽ gọi là very low density lipoprotein, cái gói đấy nó gọi là như thế, và nó sẽ được đẩy ra ngoài, đẩy ra ngoài thì cái này người ta sẽ gọi là chylomicron hoặc very low density lipoprotein. Đấy, đấy, đây là những cái hạt này mà nó sẽ theo hạch bạch huyết để trở về tuần hoàn nhé. Đấy, thế thì đấy chính là cái cơ chế mà liên quan đến cái quá trình tiêu hóa mỡ đấy, và các bạn rất là thường xuyên các bạn gặp đấy nhá. Thế thì như thế, tức là hôm nay là đã trình bày xong với cả các bạn. Thế thì
bọn mình vẫn thường nói với sinh viên là làm thì như Tây mà ăn lương thì như ta, thì hôm nay bọn mình đã cố gắng hết sức để có thể là truyền đạt những cái gì mà đơn giản nhất, dễ hiểu nhất với cả đối với cả các bạn, và rất là mong muốn là các bạn có một cái cảm tình, rất là cảm ơn các bạn đã có cảm tình, một cái tình yêu đối với cả trường Đại học Y Hà Nội. Thế thì bọn mình rất là mong muốn là sẽ gặp được tất cả các bạn, sẽ vượt qua kỳ thi, chúc các bạn là vượt qua kỳ thi thật là tốt, với điểm số thật là cao, với những cái kiến thức mà được chia sẻ thì sẽ giúp ích cho cái công việc thi cử, trước tiên là thi cử, sau đó đến cái công việc là hành nghề của các bạn sau này. Thế thì bây giờ mình trở lại cái slide đầu tiên, thì ở đây thì mình đã để cái số điện thoại cũng như là địa chỉ email của mình. Thế thì sau này nếu mà các bạn mà có các cái yêu cầu gì mà liên quan đến phần này thì bọn mình sẽ xin phép là sẽ trong thời gian trong cái tuần này bọn mình sẽ gửi lại hết cho các bạn những cái gì mà bọn mình có quyền làm đấy, và xin là bọn mình sẽ cố gắng nhất có thể được để giúp tạo điều kiện để cho các bạn có thể ôn tập được tốt. Thế một lần nữa thì xin cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. Vâng ạ. Thế cảm ơn tất cả các bạn. Tạm biệt các bạn ạ. Chúng em cảm ơn thầy ạ. Chào thầy ạ. Chào thầy ạ.